Hả? Mày bảo ai cay? Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt người. Chừng ai dán đây? Dạ, em dán ạ. Sao? Không ngon hả anh? Được, nhưng ngon thì chưa. Chưa mai dán tiếp món trứng này em nhé. Rồi ba mẹ con mà ăn với nhau. Chứ anh thì chịu, không nuốt nổi. Không nuốt nổi vì tiếc, sợ hết mất. Lần sau mà em dán nhiều nhiều vào nhé. Cho nó hết cái chỗ trứng trong tủ đi. Rồi mai nấu món khác mà ăn. Rồi để mà xem có món nào ngon bằng món trứng hôm nay em dán không. Thôi không nói nữa, tập trung mà cho mình trứng vừa khô vừa nhạt này vào mồm. Ông im mồm đi, nói lắm vãi. Bây giờ mày ra ngoài chợ mua cho mẹ luôn nhé. Một cân hành ta này, một cân tỏi ta này, một cân hành tây này. Đó, với 5.000 tiền chanh. Đấy, mày phải nhớ kỹ vào. Vâng. Đi luôn đi. Hả? Nam phải không? Hoàng Hôn, lâu lắm chưa gặp. Mẹ ơi, con mới về. Ôi mẹ ơi, hôm nay con đi trên đường con gặp bạn Hoàng Hôn đấy mẹ. Con với bạn ấy đi ăn thịt xiên nướng với nhau. Mà mẹ biết gì không? Hôm nay nha, bọn con ăn 10 xiên 10.000 mà cô ấy tặng thêm cho bạn 1 xiên nữa. Mẹ thấy cô ấy tốt không? Mà cô ấy còn vui tính lắm. Thế đồ với tiền thưởng của tao đâu? Cái gì cơ ạ? Thì như các bạn yêu cầu. Và hôm nay mình sẽ thử thách phỏng vấn một bạn ở đây xem chưa như thế nào nhé. I can speak Vietnamese. Can you speak English? À, người nước ngoài hả? Where are you from? I'm from Thailand. Ở Thái Lan hả? No problem. Sẵn phút đai ha, phà xa đai kè. Phà xa Việt Nam, phà xa Thay, phà xa Anh Rịt, phà xa Phá Răng Sệt, lẹp phà xa Di Bùn. Rồi xong gặp mấy thứ dữ nữa. Hả? Well, I'm originally from Thailand, but my family moved to Japan. Yeah, when I was 3 years old. Japan, Japan, Nhật Bản. Irasaimase. Nanikao sarasiresu ka? Gì cũng được nữa trời. Moshiwa kyo gozaimasen. Sore wa toriatsukatte orimasen. Thank you, goodbye, see you again. Hả? Ôi trời ơi,